Xin chào cả nhà. Sau 2 ngày Gấm nằm trên giường thì hôm nay Gấm xuất hiện để quay clip này. Trước tiên là Gấm xin cảm ơn tất cả cái sự chân thành, sự quan tâm của mọi người dành cho Gấm. Thực sự là Gấm cảm thấy là mình rất là ấm áp, không hề cô đơn khi mà bị ốm. Gấm nghĩ rằng khi mà mình đăng những status lên trên Face, trên Zalo thông báo với mọi người rằng là Gấm đang ốm đấy, để mọi người biết rằng là hay khách hàng đang sử dụng quả cầu cũng biết rằng là Gấm đang ốm thì ít xuất hiện trên Facebook hay là ít tương tác với mọi người và ít đăng bài, chứ không phải là Gấm ngưng nghỉ cái công việc của Gấm làm. Nhưng mà thực sự đã nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của mọi người, và Gấm ốm và Gấm cũng không gì gì biết lại tất cả các tin nhắn của mọi người được, thì mong mọi người thông cảm. Có những bài thì Gấm cũng không thể like được. Thì hôm nay Gấm đăng clip này là lần lời đầu tiên cho Gấm. Thực sự là cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cảm thấy là mình rất ấm áp, cảm thấy là được sự quan tâm chân thành từ những người thân quen, từ những anh chị em mà mình chưa hề gặp mặt, chỉ biết nhau trên Face. Thậm chí là Gấm cũng chưa hề nhớ mặt mọi người, nhưng mà nhận được sự quan tâm, động viên, khích lệ của mọi người trong mấy cái bài viết mà Gấm thông báo ốm như vậy. Thì thực sự là Gấm cảm thấy rằng là mình được yêu thương, Gấm rất biết ơn điều đó. Thế thì Gấm hôm nay Gấm quay clip này trước tiên là Gấm cảm ơn. Và cái việc thứ hai là cái việc quan trọng không kém là Gấm xin chia sẻ cái việc mà Gấm đã khỏi được cái bệnh của Gấm như thế nào. Bởi vì con người Gấm á, mà không làm việc là Gấm không chịu được đâu. Không làm việc không chịu được, mà nằm một chỗ thì khó chịu lắm. Mặc dù là nhiều chị em bạn đôi khi cũng muốn ốm để xem là chồng và con chăm sóc mình như thế nào. Nhưng mọi người ơi, vì sao mà Gấm hay có những câu là đàn ông có thể ốm nhưng mà phụ nữ thì tuyệt đối không? Bởi vì sao? Chị em chúng ta thì đã quen với cái nếp sống gia đình, quen cái việc chăm sóc chồng con, bố mẹ chồng con. Gấm thì không ở chung với bố mẹ, nhưng mà chăm sóc việc chồng con, việc gia đình, nội trợ, cơm nước, quần áo, các thứ, tất cả những việc đó không phải là 100% mình làm. Nhưng mà tuy nhiên những cái việc đấy là vừa có chân tay mình làm và vừa có là mình chỉ đạo con cái mình làm. Đó. Thế thì khi mà Gấm nằm ở giường, Gấm ốm, thực sự là đi vệ sinh con phải dìu, chồng phải dìu, thì được chồng và con chăm sóc đấy. Thậm chí nói thật cả nhà luôn là con cái nhà Gấm, như mọi người biết đấy, cậu út được có 2 tuổi, 3 tuổi rưỡi thôi, nhưng mà thương lắm. Đi học về thấy mẹ mỗi hôm thì lô nghịch rất là khó bảo, nhưng mà thấy mẹ ốm thì anh ấy rất là ngoan, và thậm chí còn đút cơm cho mẹ nữa, đút cơm cho mẹ hết một bát cơm. Mà thực sự mọi người nhìn mà anh ấy mớm như vậy đấy thì thấy sợ, nhưng mà thực sự là Gấm là chỉ ăn cơm mớm, hay ăn không phải mớm, cái đồ ăn anh ấy sợ mẹ không ăn được, anh ấy cắn cắn tí thức ăn một để anh ấy đưa vào miệng, để anh ấy đưa vào miệng cắn ra cho mẹ ăn dễ ăn, thì anh ấy đút đó. Mọi người nhìn rất là sợ nhưng mà Gấm lại cảm thấy ấm áp và cảm thấy thích lắm. Thì anh đã đút hết cho Gấm bát cơm. Đến tối trước khi đi ngủ thì chị lớn chị nạo cho mẹ, cạo cho mẹ, cái gọt cho mẹ cái quả quả táo. Thì anh ngồi anh cầm đĩa anh đút cho mẹ từng miếng một. Anh ấy sợ mẹ ốm, anh không mẹ không cắn được từng miếng táo thì anh ấy đã gì cắn hơi đứt đứt miếng táo ra để đút cho mẹ dễ ăn đó. Và nhà chồng con thì chăm sóc thì thực sự là cảm thấy là rất là hạnh phúc, hỏi han thường xuyên. Chồng thì tắm cho, bởi vì mọi người biết sao, khi mà mình sốt như vậy đấy thì mình đổ một cái thau nước nóng ấm, mình ngồi mình ngâm trong đó và cứ dội nước vào thì hạ nhiệt rất là tốt. Chồng con chăm sóc, và nằm đó thì thấy chồng con nấu ăn thì thực sự thấy chóng mặt luôn, bởi vì nó lâu và cái tính mình rất là sốt ruột, làm gì cũng nhanh và rất là sốt ruột. Thế thì Gấm xin chia sẻ câu chuyện của Gấm là Gấm đã cắt được cái cơn đau đầu, cắt được cơn sốt, cắt được cái ho đờm khó thở và người nhừ như thế nào, làm nó đau vô cùng. Thì việc đầu tiên nha cả nhà nhé, đây là tất cả những cái sản phẩm mà Gấm chia sẻ này không phải Gấm bán, mà Gấm chỉ là người dùng. Và đây là một chị khách hàng của Gấm dùng quả cầu miệng của Nga, và chị lấy hàng này từ bên Nga về, cho nên là sản phẩm nó tốt. Chị Gấm bảo rồi chị ạ, em chỉ kinh doanh mỗi quả cầu thôi, ngoài những quả ngoài cả cầu ra thì cái gì tốt em hay gom lại, để em gom lại và em chia sẻ cho khách hàng, chia sẻ cho mọi người được dùng giá tốt, gọi là gì ạ, ở chợ chung nhưng mà lộc riêng. Lộc của mọi người kinh doanh là phải có lời, tuy nhiên thì em chỉ kinh doanh quả cầu, còn những cái sản phẩm em thấy tốt thì em chỉ gom giúp mọi người được dùng hàng chuẩn, hàng tốt và giá rẻ. Đó, Gấm là như vậy, chỉ duy nhất quả cầu Gấm kinh doanh. Thì cái sản phẩm này
Việc đầu tiên là gì ạ? Mọi người biết không? Hàng ngày 2, 4, 6. Hàng ngày là gấm gấm uống 4 đến 5 viên hàng ngày. Viên này, Obumin này. Đó, đây nha cả nhà nhé. Thì khi mà gấm thấy có triệu chứng là gấm sốt, gấm đau người, gấm mệt, đau họng thì là gấm đã chuyển sang là gấm uống ngày 2 lần. Trước kia thì ngày 1 lần buổi sáng sau ăn thôi, nhưng bây giờ gấm sẽ chuyển sang là gì? Trước kia là sợ uống thuốc lắm nhưng mà giờ cũng quen rồi. Giờ là gấm uống chuyển sang là ngày 2 lần, mỗi lần 5 đến 6 viên sáng và tối sau ăn như cả nhà nhé. Sáng và tối sau ăn. Đó là việc đầu tiên là gấm dùng cái này. Thực sự khi mà đau đầu quá thì gấm mới dùng 2 viên Panadol màu xanh. Đó thì hôm nọ gấm đăng clip là phân biệt cái Panadol màu xanh và màu đỏ như thế nào rồi thì mọi người biết rồi ạ. Thì màu xanh này có thể là nó sẽ gì ạ? Không hiệu quả nhanh bằng cái màu đỏ, nhưng tuy nhiên cái này nó không gây mất buồn ngủ cho chúng ta. Đó thì thực sự khi gấm đau đầu lắm gấm mới dùng 2 viên này thôi. Thì tối hôm qua đã đau đầu quá thì gấm dùng 2 viên này. Thì gấm vẫn dùng duy trì là ngày 2 lần sáng 5 viên hoặc 6 viên, tối sau ăn 5 hoặc 6 viên. Đó. Và cái sản phẩm quan trọng không kém đó là dầu balsam của Nga nhé cả nhà nhé. Đó. Thì cái dầu này đấy mọi người có thể dùng như sau. Đây là gấm chia sẻ như gấm bán cho cả nhà nhé. Đấy, cái dầu màu trắng như này. Dầu màu trắng như này mọi người có thể là pha vào cốc nước. Mọi người có thể là pha vào cốc nước, mọi người súc miệng ngậm và để cho nó dần dần nó trôi xuống cổ họng cũng rất là tốt. Đó, trôi xuống cổ họng thì tốn qua gấm nào. Nếu mà cái dầu này gấm mà có từ nếu mà gấm có từ hôm trước ấy thì chắc chắn là hôm qua gấm nó dậy rồi. Nhưng mà tuy nhiên là gấm quên, không nghĩ ra. Quên không nghĩ ra. Thì tối hôm qua gấm bảo chị lấy cho mấy hộp để nhà, vừa dùng mới vừa ai có nhu cầu thì gấm mua hộ mọi người. Thì gấm đã dùng một thau nước nóng ấm và gấm đổ một ít này ra cho vào hòa trong thau, và gấm ngồi và nằm trong đó, gấm pha cái dầu này cùng với cả nước thì gấm đã nằm và ngồi đó, gấm ngâm người khoảng tầm 5 phút thôi cả nhà. Thì gấm ra như nớ nước nóng như cả nhà nhá, và mặc quần áo nó thông thoáng ra. Thì sáng nay đêm qua gấm dễ chịu rồi. Tất nhiên là đêm qua gấm có khó ngủ một chút. Và sáng nay gấm vẫn dậy sớm và người gấm bây giờ như thế này vẫn đưa con đi học và ăn sáng bình thường. Mặt vẫn tươi tỉnh đúng không ạ? Đấy, thì tất cả những cái gì gấm chia sẻ đây cả nhà nhé. Tất cả những gì gấm chia sẻ đây là để cho mọi người biết được cắt được cơn sốt, cắt được cơn ho đờm, cắt được cái đau mọi người. Có thể là gấm thì gấm không test, gấm là một người như này này. Trước giờ kể cả gia đình gấm thế, gấm luôn sẵn những cái sản phẩm mà về thực phẩm chức năng không phải là thuốc tây. Đó, không phải thuốc tây để gấm dùng cho cả gia đình. Thứ nhất là tăng đề kháng hàng ngày, chăm sóc sức khỏe là cả một cái quá trình chứ không phải khi ốm khi đau gấm mới chăm sóc. Thì có nghĩa là gấm bình thường là gấm vẫn dùng như vậy, nhưng mà gì ạ? Khi mà có triệu chứng bị sốt này, bị đau người này, bị ho, bị hắt mũi các thứ đấy thì mọi người phải đi khám đi nọ kia, nhưng thực sự là gấm là người chắc là cũng hơi gọi là lạc quan quá, không khám không test gì cả. Thì nó cắt ngay sau một ngày rưỡi. Ngày hôm qua là gấm nằm này, trưa hôm qua gấm dậy rồi, nhưng mà chiều hôm qua gấm có hiện tượng mệt mỏi như thế thì là gấm đã lấy cái dầu này và gấm pha vào trong nước, gấm ngâm, gấm nằm trong đó khoảng 5 phút hoặc hơn 5 phút. Đó, cứ dội người, dội nước như thế. Thì khi mọi người mà bị nóng sốt như mọi người nhá, thì thứ nhất mặc quần áo thông thoáng này, thứ hai là pha nước nóng ấm, mọi người đổ lên người thường xuyên và những cái chỗ lách, vùng lách và vùng kín nó không thoát hơi ra đấy, thì chúng ta có giảm sốt rất là tốt. Giảm sốt dần tốt thì kèm với cả dầu ban sa và cái uống cái Hobomin này cả nhà nhá, thì gấm nó cắt được cái đau đầu, cắt được cái ho đờm nhiều lắm, ho đờm và thậm chí là giọng gấm không nói được cơ. Hôm nay là trở về bình thường còn hơi khàn giọng một chút thôi, chắc là do khạc và ho nhiều quá thì nó bị như thế. Thì tất cả những cái gì mọi người thân mến nhé, tất cả những gì mà gấm chia sẻ đấy là những cái gì tốt, những cái gì gấm đã làm được thì gấm chia sẻ thôi, chứ còn gấm không buôn bán, không mong cầu cái gì cả. Chỉ hữu duyên là ví dụ như mọi người cũng thế, mọi người có bất cứ cái gì tốt hay mọi người cũng chia sẻ lên cho mọi người, cho các chị em, cho mọi người trên Facebook biết. Và bây giờ là cái mạng là thời buổi công nghệ 4.0 rồi, cho nên là cái gì hay, cái gì tốt chúng ta chia sẻ lên cho mọi người cùng biết.
cả nhà nhá, chứ gấm không bán. Còn thì thực sự cái này mọi người biết cái giá bán lẻ của nó bao nhiêu không ạ? Người ta làm theo hệ thống, người ta kinh doanh, người ta chẳng phải có lời ra. Còn gấm không kinh doanh, cho nên là gấm lấy một thùng về, lấy một thùng về để gấm bảo chị là chị để cho em giá tốt nhất có thể đi, để em chia sẻ cho mọi người, để cho mọi người, thứ nhất là khách hàng của em đang dùng quả cầu để điều trị viêm, họ dùng thêm cả cái này kết hợp với này thì cũng rất là tốt, nó thải độc toàn bộ hệ cơ thể của họ, thì nó kết quả nhanh, với hơn nữa là họ mua cho gia đình họ dùng, giá là phải rẻ, hàng thì tốt thì em mới chia sẻ được, chứ cái gì không tốt không ấy nên cũng không chia sẻ đâu. Cả cái dầu này cũng thế, nhà chúng ta có trẻ nhỏ, kể cả người lớn người già, chúng ta luôn luôn có sẵn trong nhà những 1 đến 2 chai. Thứ nhất là bị sốt, bị cảm, bị ho, hay là trẻ con đấy, ở chúng ta cái mùa đông, hoặc là mùa đông thì hoặc là đằng điều hòa cũng thế, chúng ta thoa người, massage người, và chúng ta pha vào trong nước chúng ta dùng như cả nhà nhé. Đó, hôm nay thực sự là lời cuối cùng cũng xin kết thúc livestream ở đây, thì video ở đây thì Gấm cũng biết ơn và cảm ơn sự chân thành của mọi người đã dành cho Gấm, hỏi han Gấm trong mấy ngày qua cả nhà nhé. Gấm sẽ trả lại và làm việc ngay từ lúc này, chứ còn không làm việc khó chịu lắm cả nhà nhé. Chào mọi người.